21. Đại Dương, Dương Thành truyền tin thắng về công tử Thành Kiểu, chiếm lĩnh 5 thành trì. Đôi bên không hề khai chiến. Được thuyết minh bởi tv2s.org. Công tử Thành Kiểu quả là anh dũng, không đánh mà thắng. Thành Kiểu giúp Đại Tần ta chiếm đoạt thành trì, trở về sẽ ban tước cho quân công, phong đất. Đại Dương, tướng ban, phen này công tử Ngu cũng có công chiến đấu, có phong thưởng đồng loạt hay không? Công lao của tướng sĩ cứ giao cho tướng phủ và quốc quý phủ nghị định. Thần tuân lệnh. Thần tuân lệnh. Quả nhân còn một việc nữa. Gần đây quả nhân muốn đích thân đến quân danh Đại Tần thị sát quân danh. Sao tự dưng Đại Dương lại thị sát? Quả nhân từ ngày kế vị đến nay vẫn chưa từng thực sự tìm hiểu về Tần quân ta, cũng biết được rất ít về tướng sĩ Tần quân. Quả nhân muốn tranh thủ trước khi gia quán thân chính nắm rõ mọi chuyện về Tần quân. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Quả nhân muốn dẫn dắt Đại Tần sang bằng lục quốc, dĩ nhiên phải hiểu rõ chính mình trước. Đại Dương anh minh. Đại Dương, hành động như vậy thần cảm thấy rất mừng. Chỉ có điều đang trung phạm Âu Kỳ cùng công tử Thành Kiểu xuất chinh, Đại Dương đột ngột đi tuần thị sát, bên cạnh lại không có ai bảo vệ, Thái hậu và thần quả thật không yên tâm được. Có thể thế này không? Chờ Phạm Âu Kỳ trở về, Đại Dương hẳn xuất phát. Tâm trí của Phạm Âu Kỳ đã không còn ở quả nhân lâu rồi. Điều hắn hằng đêm mong ước luôn là chinh chiến xa trường, đến nay hắn cũng được toại nguyện. Chức lăng trung, do Mông Điềm tạm thay dẫn 3.000 lang quan đi cùng với quả nhân. Mông Điềm là hậu duệ của tướng Môn, hết sức trung thành, nhưng dù sao cũng còn trẻ. Đại Dương gắn liền với xã tắc, không thể mãi mãi sơ suất được. Quả thật quả nhân vẫn cần một người nữa đồng hành. Trưởng sử ai cũng nói Khanh là người thông minh số một của Hàm Dương. Khanh nói nghe xem, quả nhân cần có ai đồng hành. Đại Dương, thần đoán mò, xin Đại Dương thứ tội mạo phạm cho thần trước. Cứ việc nói ra. Tướng quân Dương Tiễn tướng quân trải qua trăm trận, bây giờ còn là chủ tướng tân quân, có thể đi cùng. Một là tướng quân nắm rõ quân tình, có thể giúp cho Đại Dương chỉ dẫn quân đội. Hai, có Dương Tiễn tướng quân ở bên cạnh Đại Dương, có thể đảm bảo không chút sai sót. Đại Dương, có Dương Tiễn đồng hành, chuyến này của Đại Dương nhất định sẽ thuận lợi. Mạc tướng nguyện cùng Đại Dương thị sát dân chúng, không rời nửa bước. Nếu đã như vậy, Dương Tiễn tuyệt đối không được phụ lòng tin Đại Dương dành cho ngài đó. Dân
Thưa huynh, lúc nãy trên đại điện dường như có một chút, có chút cảm giác là lạ, đúng không? Hình như đại dương và tướng bang đang kìm nén điều gì đó. Quán huynh từng ở bên cả đại dương và tướng bang, nên hiểu rõ nguồn gốc của sự kìm nén này là ở đâu. Ở trên quyền lực của Đại Tần, trong tấm lòng. Tấm lòng, tấm lòng của tướng bang, năm phần ở Tần Quốc, năm phần ở chính mình. Còn tấm lòng của đại dương đều là của thiên hạ. Thưa huynh nói như vậy thì ta hiểu rồi, tại sao tướng bang có chút không vui trước việc đại dương đi thị sát. Còn cả chuyện Mông Điền tạm thay cho Phạm Âu Kỳ. Đại dương muốn làm nên công nghiệp vạn tới, nếu không có thần tử cốt cán, há có thể hoàn thành. Huynh đệ Mông gia, Dương Tiễn đều là thanh kiếm sắt trong tay của đại dương vào lúc nhất thống thiên hạ. Còn Phạm Âu Kỳ chỉ là một tấm khiên và con mắt. Tướng bang đặt bên cạnh đại dương. Bẩm báo Thái Phi, cung nữ Tiểu Diệp đến thăm người. Vào đi. Thái Phi, đêm khuya rồi còn chưa ngủ, vì đang mong nhớ công tử hay sao? Sao có thể không nhớ chứ? Đô tỳ cũng vô cùng nhớ mong công tử, khó mà ngủ được, bèn muốn qua thăm Thái Phi, giúp công tử dốc chút đạo hiếu. Người thật lòng với Thành Kiểu sao? Nô tỳ ngày nhớ đêm mong công tử, nguyện lòng thịt nát xương tan vì công tử, chỉ cầu mong được ở lại bên công tử. Người nói thật với ta chứ? Người thật sự không phải người Triệu Thái Hậu cử đến để giám sát mẹ con ta? Nếu ta là người Thái Hậu phải đến, thì để ta không được chết yên. Những lời hay ho ai cũng nói được, khó lòng tin tưởng. Bây giờ đô tỳ sẽ cho Thái Phi biết một bí mật lớn của Thái Hậu. Chuyện này Thái Hậu đã ra định, ai dám hó hé, chỉ có đường chết. Nô tỳ liều chết nói với Thái Phi, chỉ mong Thái Phi hãy tin tưởng đô tỳ hết mực chân tình với công tử. Bí mật của Thái Hậu. Người đi theo ta. Nói đi. Thái hậu. Quay người lại. Quay lại đây. Cũng ra dáng đấy. Bây giờ ngươi là lang trung tạm thời, làm cho tốt. Nếu mà làm tốt, quả nhân sẽ thăng chức ngươi làm lang trung. Đa tạ đại dương. Đại dương, thần làm lang trung, nếu có chỗ nào sai sót, xin đại dương đừng trách cứ. Còn chưa bắt đầu mà đã nghĩ đến chuyện làm sai rồi à? Khởi bẩm đại dương, mong nghị xin cầu kiến. Vào đi. Dân.
Bái kiến đại dương. Nhìn Mông Điềm xem. Bây giờ đã là lang trung tạm thời rồi. Sau này quả nhân cũng sẽ chọn cho ngươi một chức vụ thích hợp. Đa tạ đại dương. Chuyện gì thế? Đại dương, sao thế? Trên đường thần đến, thần đã nghe được một số lời đồn. Nói dân gian đều đồn đại công tử Thành Kiểu ý đồ gây bất lợi cho đại dương, còn có người vẽ tranh trên tường thành của Hàm Dương. Tranh gì? Thành Kiểu đâm đại dương. Buồn cười thật đấy. Dùng thứ thủ đoạn hạ đẳng này để không phá vỡ quan hệ giữa huynh đệ ta. Đại dương, không có gió thì không có sóng. Chuyện này không thể không phòng bị. Mông Điềm, lần này Thành Kiểu lập công to cho Đại Tần, quả nhân nhất định phải trọng thưởng. Đại dương, trong thành Hàm Dương xuất hiện lời đồn nói Thành Kiểu muốn gây bất lợi cho đại nhân. Thậm chí trên tường thành Hàm Dương còn xuất hiện bức họa Thành Kiểu đâm kiếm vào quả nhân. Chuyện này ngươi có biết không? Thần không biết. Đi điều tra ngay. Dân công tử, đại dương ở đại danh Lâm Điền nghênh đón, nghênh tiếp. Dân đang chờ ở đại danh. Đại dương đích thân đón. Trước kia chỉ có Mông Ngao tướng quân mới được hưởng đại ngộ đó. Công tử trong lòng của đại dương quả nhiên hơn hẳn người thường. Dĩ nhiên rồi, công tử là đệ đệ ruột của đại dương cơ mà. Chúng ta đi mau, đừng để đại dương chờ lâu. Trong thành Hàm Dương đồn thổi xôn xao, có điều thủ đoạn này âm dương gia tướng bang làm có chút lộ liễu quá rồi. Hôm nay đại dương đích thân đến đại danh để nghênh đón Thành Kiểu, hết lời khen ngợi công khai, thực chất là để ám chỉ với mọi người không được phép tổn hại Thành Kiểu. Một khi diệt trừ Thành Kiểu, sớm muộn gì đại dương cũng phải biết chuyện này là do tướng bang làm. Đến lúc đó e sẽ làm hại tới tình nghĩa quân thần. Rồi đại dương sẽ hiểu cho nỗi khổ tâm của bản tướng. Chiếu mệnh, công tử Thành Kiểu trung tâm với nước, tuổi trẻ tài cao, với công lao đã lập được, ta tấn phong thành Trường An quân. Tạ đại dương.
Thái hậu, toàn bộ thành Hàm Dương đều đang truyền Thành Kỷ muốn giết Đại Dương để chiếm vị, bây giờ lại còn phong thức cho hắn nữa. Nực cười, chỉ dựa vào hắn Thành Kiểu có thể giết được con trai ta à? Đằng sau Thành Kiểu là bà già Qua Dương, chưa biết chừng lại làm ra chuyện gì cho xem. Người nói xem phải tướng ban hồ đồ hay không. Dạo này đúng là tướng ban làm việc không màng trước sau, đến ta cũng chẳng thể nhìn nổi. Chẳng lẽ hắn già thật rồi sao, nên trở nên nhát gan? Xem ra ta không ra tay không được. Mọi chuyện thuận lợi, Thành Kiểu đã được phong làm Trường An quân rồi, kể từ đây có thể tham gia chuyện chính sự, dần dần nắm giữ đại quyền Tần quốc. Nhưng nó chưa có được đất phong, ta còn chưa thể đưa nó rời đi. Đến lúc này rồi mà mụ vẫn chỉ lo cho tính toán của mình sao? Quỳnh trưởng, mụi thật sự cho rằng Tần Dương, Lão Bất Vi chúng phong Thành Kiểu làm Trường An quân là có ý tốt hay sao? Tước vị của Thành Kiểu càng cao thì càng quy hiếp tới Tần Dương, họ càng có lý do để ra tay với nó. Lúc này nếu Thành Kiểu còn không hành động thì chỉ có thể khoanh tay chờ chết mà thôi. Thành Kiểu thì có thể làm được gì? Chuyện này còn phải hỏi Qua Chương Thái Hậu mới được. Chuyện này nếu bà ta không ủng hộ e là khó thành. Quỳnh trưởng, ta xin Quỳnh đấy, Quỳnh tha cho Thành Kiểu đi, đừng bắt nó mạo hiểm nữa. Ta thay trăm vạn người hàng cầu xin muội, hãy để cho Thành Kiểu làm Tần Dương đi. Tiên tổ một công, đồ bá thiên hạ, vì thế nên sửa đường nước. Bây giờ quả nhân canh thủ ở đây là may mắn cỡ nào. Bát rượu này quả nhân kính tổ tiên đã dốc hết sức mình khai sáng bá nghiệp. Quả nhân sinh ra vào thời loạn thế, lớn lên ở nước địch, trải qua mọi gian nan. Từ nhỏ ta đã tận mắt nhìn thấy thứ nhân trong thiên hạ kêu khóc than gào trong thời loạn thế. Kể từ lúc đó, quả nhân đã thề đời này nếu không kết thúc trận chiến loạn này, quyết không từ bỏ. May mắn được tiên tổ phù hộ, quả nhân được trở về Tần. Qua Dương cung biến, nếu không có hai huynh đệ ngươi xả mệnh giúp đỡ, e là quả nhân không sống được tới bây giờ. Nếu trời đã cho quả nhân đại nạn không chết, thì quả nhân phải trở thành một vị vua thật sự. Một vị vua không hổ thẹn với trời đất, không thẹn với con dân, không thẹn với thiên mệnh. Bá thủy xua về tây, chiếu rọi lòng ta. Bát rượu này quả nhân kính bản thân, cũng kính những người còn sống luôn giúp đỡ cho quả nhân, và cả những anh linh. Hôm nay đại triều có một chuyện muốn bàn. Trường An quân Thành Kiểu đề nghị dẫn binh đi đánh Triệu tiếp. Không biết Thái hậu, các vị đại thần thấy sao? Tiểu thần cho rằng không ổn. Ai?
Nội thị trưởng Lao Ái xin được vào điện. Nếu nội thị trưởng Lao Ái đã có lời muốn nói thì cho hắn vào đi. Lao Ái bái kiến Thái hậu, tham kiến tướng ban. Người không tán đồng Trường An quân lãnh binh đánh Triệu. Triệu thần cho rằng người bán nước thông đồng với địch không nên lãnh binh. Ngươi, Lão Ái, đừng nói bậy. Chứng cứ Trường An quân Thái phi thông đồng với Hàn Quốc, ý đồ gây bất lợi với Đại Tần đang ở trong tay của tiểu nhân. Mà trong đó công tử Hàn Dân của Hàn Quốc thông đồng với họ, bây giờ đang ở Hàm Dương. Người có chứng cứ gì? Trong tay tiểu thần chính là mật hàm mà Thái phi Trường An quân liên lạc với Hàn Quốc, mong Thái hậu và tướng ban xem xét. Phim được thuyết minh bởi tv2s.org. Vài bức thư không đủ để nói lên điều gì, không thể kết luận được. Thái hậu, chuyện này vẫn cần phải cẩn thận. Tướng ban nói có lý. Thế thì áp giải Hàn Nghệ, Thành Kiểu và tên Hàn Dân kia vào đình quý phủ tra thẩm kỹ càng. Thái hậu, Trường An quân Thành Kiểu là con trai của Tiên Dương, đệ đệ ruột của Đại Dương. Trước khi đi, Dương thượng từng phó thác ta phải bảo vệ Thành Kiểu. Bây giờ xảy ra chuyện này, chân tướng chưa rõ ràng. Thần mong Thái hậu đợi sau khi Đại Dương trở về rồi hãy thẩm vấn. Đại Dương dân hậu tưởng rằng trong thiên hạ đều là người lương thiện, nhưng lại không biết cũng có không ít kẻ trộm nước đoạt vị. Hơn nữa, Đại Dương còn chưa thân chính. Ta nghĩ chuyện này vẫn là do bản cung và tướng ban xử lý. Tướng ban, người thấy sao? Nếu đã như thế, Trường An quân Thành Kiểu giao cho phủ đình quý thẩm vấn Hàm Dương lệnh truy bắt công tử Hàn Dân của Hàn Quốc. Còn Thái phi, dù sao cũng là người của Tiên Đế, vẫn là do Thái hậu thẩm vấn trong nội cung. Thế này thì hợp với lễ chế hơn. Được, cứ làm theo lời tướng ban nói. Thái hậu, tướng ban, ta thật sự bị oan. Tướng ban, hôm nay Thái hậu làm thế, tướng ban có biết trước hay không? Cách làm này phá hỏng kế hoạch của ta. Hơn nữa các sĩ nhân trong khắp sáu nước đều sẽ nhận định rằng Đại Dương vì sợ huynh đệ xoán dị mà xúi dục Thái hậu du quan giá họa. Tuyệt đối không thể để cho Đại Dương gánh cái danh giết huynh đệ này được. Vậy tướng ban tính làm thế nào? Người tới phủ đình quý truyền lệnh cho bản tướng đừng tiến hành thẩm vấn Thành Kiểu. Hạ quan hiểu rồi. Đâm!
đâm. Thành Kiểu vừa được phong làm Trường An quân đã bị bắt lại, trở mặt nhanh thật đấy chứ. Vốn ta tưởng huynh đệ đồng tộc mà, mọi người cùng nhau tạo nên sự nghiệp. Ta càng thiệt hơn, xuất binh tới Hàn Quốc với hắn, ta chẳng vớt vát được chút công lao nào. Bây giờ đến vị trí lang trung cũng sắp mất, tướng ban cũng toàn là đùng đẩy, không chịu sắp xếp chức vị trong quân cho ta. Ta thật sự khiến người ta khó chịu. Chỉ mong chuyện này đừng liên lụy tới chúng ta mới tốt. Dù gì ngươi cũng là người của tướng ban, ta thì chẳng có chỗ dựa. Công tử, dù gì ngài cũng họ Doanh. Huynh trưởng, thành Hàm Dương này còn ai không đáng tiền hơn công tử họ Doanh ta chứ? Ta nói ta thật sự không muốn làm việc ở Tần Quốc nữa. Bức vách có tai đấy. Không sao. Tiện tì, ngươi thông đồng với địch bán nước, ý đồ mưu phản, còn không mau khai thật đi. Thiếp chưa từng thông đồng với địch bán nước. Thiếp chỉ muốn theo con của mình đến một nơi yên bình, sống một đời vui vẻ. Hy vọng con của mình có thể lấy được một người vợ ngoan, xin mấy đứa con sống an lạc nốt phần đời còn lại. Người không định nói thật sao? Thái hậu cũng là mẹ, nhất định cũng mong con mình có thể bình an lớn lên. Chắc chắn có thể hiểu được suy nghĩ của thần. To gan, dám bình luận so bì với Thái hậu. Hoa Dương, Thái hậu đến. Bái kiến Thái hậu. Đứng lên đi. Thái hậu ngươi quy phong quá, sát khí quá, coi Tuyết cung là phủ đình quý rồi đấy à. Còn là Thái hậu giám quốc, hàng ngay thông địch bán nước, mua đồ bất chính, chứng cứ xác thực còn không thể thẩm vấn hay sao? Nhưng chứng cứ đó của ngươi chẳng qua là vài phong thư. Phu nhân sáu nước gả đến Tần Quốc, sĩ tử trong phủ đến Đại Tần làm quan, có người nào không có chức có quyền? Ngoại khách sáu nước vốn dĩ liên quan đến ban giao, nếu làm theo cách của ngươi, vậy thì hậu cung trên triều đường chỉ sợ một nửa người đều bị ngươi đuổi đi rồi. Ngươi không sợ vương vị của Tần Dương bị lay động hay sao? Ngồi trên cương vị đó là con trai của ngươi đấy. Ngươi nói nhiều như vậy chẳng phải cũng vì bảo vệ ả tiện tỳ này hay sao? Người ta bảo vệ không chỉ mỗi cô ta, là triều đường của Đại Trần, an ninh của Đại Trần. Nói hay thật đấy. Đại Dương lên ngôi 8 năm, còn sợ dương vị không vững? Chỉ e là vị Thái hậu giám quốc như người và vị tướng ban trọng phụ đó nắm giữ quyền lực, không chịu buông tay ra mà thôi. Đó là con trai của con,
Mọi việc con làm điều gì tốt cho nó. Tướng quân, chuyến hành quân này bao giờ có thể đến Đại Danh Lịch Dương? Cũng không có quân tình gấp. Dội cái gì? Hơn nữa Dương giá ở đó, cũng không thể để Đại Dương chịu lắc lư đấy chứ. Vậy đó là ngài không biết đó thôi. Đại Dương từ nhỏ tập võ, bắn tên, điều khiển xe ngựa, võ thuật, không có gì mà không tinh thông, không giống như quân Dương bình thường. Tiểu tướng quân rất hiểu Đại Dương à. Đệ đệ và ta từ nhỏ đã đi theo Đại Dương. Tiểu tướng quân vẫn chưa qua tuổi thành niên chứ? 20 tròn. Con trai ta nhỏ hơn tiểu tướng quân 2 tuổi. Tên là gì? Dương Bôn. Người đẹp như bạch ngọc, tư tưởng rộng mở, tên hay lắm. Kẻ nào? Tiểu nhân là thị vệ của vị Dương quân. Vị Dương quân, vị Dương quân có việc mật tấu, bảo tiểu nhân chuyển thư đến tay tướng quân. Đại Dương, vị Dương quân phái người đưa thư đến, sợ là có việc khẩn cấp. Thủ túc tương tàn, ô danh thiên cổ. Mẫu hậu thật sự muốn quả nhân gánh chịu hay sao? Không đâu. Thái hậu và tướng ban đều vì tốt cho Đại Dương, tốt cho quả nhân à? Tốt cho quả nhân sao? Ngoài miệng đều nói thế. Đại thần là đại thần của quả nhân, Dương vị là Dương vị của quả nhân. Dựa vào đâu họ muốn đẩy quả nhân vào chỗ bất nhân bất nghĩa? Đại Dương, bảo chúng dừng xe. Dừng xe. Dừng. Mong điện mong nghĩ có. Thống lĩnh 800 binh lính theo quả nhân về Khảm Dương. Dương Tiễn, có. Người dẫn theo người khác về sau. Dân, chuẩn bị ngựa. Người muốn để chính nhi gánh ô danh giết hại huynh đệ mãi mãi hay sao? Ta gánh. Người không gánh nổi. Vậy ngươi nói xem nên trị tội thế nào? Ta là trọng phụ của chính nhi, tình yêu dành cho chính nhi không hề kém thái hậu. Việc này ta biết rồi. Mọi việc tướng ban làm đều là vì tốt cho chính nhi. Như vậy hãy để ta xử lý việc này, mọi việc sẽ như thái hậu mong muốn. Cũng được. Vậy thì ta sẽ thả Thành Kiểu. Việc tới đây do tướng ban xử lý. Thành Kiểu sẽ không chết. Ta đã phái người đưa thư cho Đại Dương rồi. Lẽ nào không phải Đại Dương đồng ý thái hậu mới chỉ thị cho Lão Ái? Đừng nói vậy.
Đại Dương sao có thể là loại người bị ổi đó? Ta nói bậy sao? Thành Kiểu Tuần Phục được ngựa quan còn lập quân công, Đại Dương trong lòng e ngại, lẽ nào không phải sao? Còn có người không? Việc này ta nghĩ kỹ mấy ngày nay. Thúc phụ biết là ai chưa? Ngoài Tướng Ban Lã Bất Vi ra, ai dám làm ra việc này chứ? Tướng Ban Lã Bất Vi tại sao lại muốn hại Thành Kiểu? Người nghĩ mà xem, nếu như Thành Kiểu làm vua, Tướng Ban của Tần Quốc còn là Lã Bất Vi không? Nói ngược lại, nếu như vương vị của Đại Dương ổn định, hắn có thể tiếp tục hô mưa gọi gió ở Tần Quốc không? Dưới một người, trên vạn người. Nhưng Thành Kiểu này lại cứ không biết khiêm tốn, thuần phục ngựa quan, đưa binh xuất chinh. Có việc nào không làm gian danh? Sau này suy nghĩ sự việc, động não một chút. Lã Bất Vi, Dương gia về thành. Dương giá về thành. Thái hậu không hay rồi. Thái hậu không hay rồi. Quảng hốt cái gì? Thái hậu có chỗ nào không tốt? Không phải Thái hậu không tốt, mà là Đại Dương đến rồi. Mau đưa đứa bé ra ngoài, không kịp rồi. Đại Dương đã đến cửa cung rồi. Trốn vào trong phòng đi. Được được, đi đi, mau lên. Đi cẩn thận, mau lên. Trốn đâu? Tủ, trốn vào tủ đi, có được không? Các người đi giấu kỹ đứa bé. Ta ra ngoài cản Đại Dương. Mau đi, mau đi. Mau, mau. Mẫu hậu, Hàn Dân và Hàn Nghê là huynh muội ruột, là hắn thông đồng với Hàn Nghê, ý đồ gây bất lợi cho con, gây bất lợi cho Đại Tần. Thái hậu thứ tội, nô tỳ ngủ gật đâm vào cột nhà. Nhất định là mấy ngày nay người quá mệt mỏi. Mau đi nghỉ đi. Dân, ta ở trong phòng cả ngày rồi, rất bí bách. Mau cùng mẫu hậu ra sân đi dạo. Dân, đi rồi. Mẫu hậu đã thấy đỡ hơn chưa? Ra ngoài đi dạo quả nhiên là đỡ hơn nhiều rồi. Mẫu hậu, Chính Nhi từng hứa với Tiên Dương sẽ chăm sóc tốt cho Thái Phi và Thành Kiểu. Thái Phi chỉ có một người con là Thành Kiểu, quả nhân chỉ có một đệ đệ là Thành Kiểu. Hơn nữa Thành Kiểu bản tính thuần lương, tâm tư đơn giản, tuyệt đối sẽ không có tơ tưởng đến dương vị của đại nhân. Hắn không hiểu những người đứng sau hắn chưa từ bỏ.
Nếu như chỉ dựa vào lời nói của Lao Ái, không có chứng cứ xác thực, quả nhân lại xử trí thành kiểu như vậy, e là người thiên hạ sẽ dị nghị. Khẩn mong mẫu hậu. Phim được thuyết minh bởi tv2s.org. Được. Nể mặt đại dương, ta tha cho hắn, coi như giáo huấn thành kiểu một lần. Tạ mẫu hậu. Nhưng con phải biết, mọi việc mẫu hậu làm đều là để dương vị cho con an ổn hơn. Trong lòng chính nhi hiểu rõ. Vậy Hàn Thái Phi bà ấy, Hàn Nghê không biết dạy con, tư thông ngoại quốc, bổng cung, phạt nhốt ả ta trong tuyết cung. Đại dương không có ý kiến gì chứ? Mẫu hậu xử trí thỏa đáng. Mẫu hậu nghỉ ngơi đi. Chính nhi cáo lui trước. Chương 9.